Temu khai doanh thu bằng 0 trong tháng 10 năm 2024. Temu khai doanh thu tháng 10 bằng 0 và cho biết doanh thu phát sinh trong tháng 10 sẽ được khai toàn bộ vào tờ khai quý tư năm 2024. Chiều ngày 9 tháng 11 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2024 dưới sự chủ trì, điều hành của Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, người phát ngôn của Chính phủ. Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho biết, liên quan đến việc quản lý các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, Bộ Công Thương đã tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động liên hệ với đại diện pháp lý của sàn thương mại điện tử Temu yêu cầu tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, cụ thể. Thứ nhất, khẩn trương đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam trong tháng 11 năm 2024. Thứ hai, trong thời gian triển khai các biện pháp đăng ký, phải có thông báo chính thức trên các ứng dụng di động, trang chủ website thông báo tới người tiêu dùng Việt Nam biết sàn thương mại điện tử này đang thực hiện các thủ tục đăng ký, chưa được Bộ Công Thương cấp phép cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Thứ ba, dừng tất cả các hoạt động xúc tiến thương mại, marketing không tuân thủ pháp luật Việt Nam để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Thứ tư, khẩn trương nghiên cứu các hoạt động khác có liên quan, không chỉ với các hoạt động thương mại điện tử, mà còn các quy định về an toàn bảo mật thông tin, thuế, hải quan và các nội dung liên quan khác. Như vậy, với bốn biện pháp nêu trên, sàn thương mại điện tử Temu đang triển khai thực hiện và trong tháng 11 năm 2024 sẽ phải hoàn tất việc đăng ký với Bộ Công Thương. Đối với Sein, Bộ Công Thương cũng đã yêu cầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật và phải hoàn tất việc đăng ký trong tháng 11 năm 2024. Sau các cảnh báo, nhắc nhở triển khai nếu Temu và Sein không tuân thủ, Bộ sẽ phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp kỹ thuật như chặn việc tải các ứng dụng, chặn tên miền hoặc tạm dừng thông quan hàng hóa. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn, hoạt động kinh doanh sàn thương mại điện tử tại Việt Nam là hoạt động kinh doanh phải được cấp phép. Chịu quản lý nhà nước của Bộ Công Thương được quy định tại Nghị định số 52-2013 NDCP sửa đổi Nghị định 85-2021 NDCP đối với vấn đề quản lý nhà nước. Về các khoản thu nội địa trong đó có khoản thu từ hoạt động thương mại điện tử trên cơ sở các quy định tại luật quản lý thuế cũng như thông tư 82-2021 TT-BTC. Các nhà quản lý sàn thương mại điện tử như Temu, Sein, Amazon, phải có trách nhiệm đăng ký, tự tính, tự khai nộp thuế trực tiếp qua cổng TTDT của Tổng cục Thuế. Cổng này đã được triển khai từ tháng 3 năm 2022. Nếu phát hiện nhà cung cấp nước ngoài kê khai chưa đúng doanh thu, cơ quan thuế sẽ thực hiện việc đối chiếu dữ liệu để xác định doanh thu và đề nghị nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ của mình. Tiếp theo sẽ thực hiện công tác thanh tra kiểm tra theo quy định khi có dấu hiệu gian lận và trốn thuế. Lũy kế đến thời điểm này, có 116 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai nộp thuế qua cổng TTDT dành cho nhà cung cấp nước ngoài với số thu lũy kế là 20.174 tỷ và tính riêng trong năm 2024 số thu này là 8.600 tỷ, tăng 25,7% so với bình quân của 10 tháng năm 2023. Về Temu, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2024, công ty Elementary Innovation LTD, chủ sở hữu của sàn thương mại điện tử Temu ở Việt Nam, đã thực hiện đăng ký thuế qua cổng TTDT dành cho nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục Thuế và đã được cấp mã số thuế, mã số thuế 900-0001-289. Theo quy định tại thông tư 82/2021 TTBTC của Bộ Tài chính, nhà cung cấp nước ngoài thực hiện kê khai nộp thuế theo quý. Theo đó, ngày 30 tháng 10 năm 2024, công ty Elementary Innovation LTD đã kê khai tờ khai thuế quý 3 năm 2024, trong đó đang kê khai doanh thu bằng không và kèm theo giải trình là doanh thu phát sinh trong tháng 10 sẽ được khai toàn bộ vào tờ khai quý 4 năm 2024. Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện giám sát chặt chẽ việc kê khai doanh thu của Temu quý 4 năm 2024 và hạn nộp theo quy định pháp luật quản lý thuế là ngày 30 tháng 1 năm 2025, đảm bảo thu ngân sách nhà nước, thu đủ theo quy định của pháp luật.